Với quyết tâm ít nhất vượt qua vòng bảng AFC Women Champions League 2024-25, đội nữ thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với ba cầu thủ nữ đến từ Mỹ gồm Rod Mehan Callahan, Barnett Tani Alisei và Taliana Maria Mason. AFC Women Champions League 2024-25 là lần đầu tiên được tổ chức. Đội nữ thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam tham dự đấu trường của châu lục để hướng đến kết quả tốt. Nhà đương kim vô địch giải nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã chiêu mộ ba cầu thủ ngoại trong sáng 27 tháng 8. Trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất, đơn vị chủ quản của đội nữ thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký hợp đồng với ba cầu thủ nước ngoài này. Cầu thủ đầu tiên là trung vệ Barnett Tani Alisei sinh năm 2000. Barnett Tani từng thi đấu cho đội Ohio State Mỹ trước khi đến với đội nữ thành phố Hồ Chí Minh. Trung vệ này khoác áo đội Columbus Eagles. Gương mặt thứ hai là tiền vệ tấn công Rod Mehan Callahan sinh năm 1999, từng thi đấu ở Canada và Iceland. Trước khi đến với đội nữ thành phố Hồ Chí Minh, cầu thủ có quốc tịch Mỹ này chơi bóng ở đội Alfred Trading Iceland. Cuối cùng là Talia Maria Mason sinh năm 1999. Cô có thể chơi được ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Nữ cầu thủ người Mỹ này khoác áo đội Detroit City FC trước khi đến với bóng đá Việt Nam. Được biết, mức lương của ba cầu thủ này không quá cao so với các cầu thủ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng sẽ chi trả các khoản phí ăn ở riêng cho ba ngoại binh này. Trước đó, hôm 26 tháng 8, Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất đã gửi văn bản đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị hỗ trợ hoàn tất giấy chuyển nhượng quốc tế cho ba cầu thủ ngoại này. Trong văn bản, đơn vị này cũng đề nghị cả trường hợp của tiền đạo Huỳnh Như, bởi hiện chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang thuộc sự quản lý của Liên đoàn bóng đá Bồ Nha do cô đồng quân cho câu lạc bộ Lanh FC. Theo kết quả bốc thăm vòng bảng, đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở bảng C cùng với Urawa Diamond đến từ Nhật Bản, Taichung Blue Wave Đài Loan và đội dẫn đầu vòng loại bảng B sẽ được xác định vào ngày 31 tháng 8 tới. Cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi sẽ được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất khi đăng cai bảng này. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10 tới. Con này là 22 Mỹ thôi mà nó đáng.